Cái tháng 9 là cái tháng chuyển mùa các tỉnh miền Bắc, và trong cái tháng 9 này sẽ có những cái đợt không khí lạnh ảnh hưởng xuống nước ta. Những cái đợt không khí lạnh của cái giai đoạn đầu mùa này cường độ không mạnh và thường gây ra cái đợt mưa rào và dông trong cái thời đoạn ngắn và cái khoảng thời gian trước khi không khí lạnh về, và sau khi không khí lạnh về thì thời tiết ở các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển mát, và cái khu vực vùng núi Bắc Bộ cũng như khu vực Tây Bắc cũng như vậy, cái thời điểm không khí lạnh về sẽ có cái mưa rào và dông, sau đó trời sẽ chuyển mát và đêm và sáng có khả năng xảy ra cái tình trạng lạnh về đêm và sáng. Còn trong cái tháng 9 này chúng tôi nhận định là khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Tây Bắc sẽ còn nhiều ngày có nắng và có một số ngày có cái nắng nóng. Tuy nhiên cái nắng nóng ở cái giai đoạn tháng 9 này nó sẽ không gay gắt, cái nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ. Như vậy là sẽ rất thuận lợi cho cái việc du lịch ở khu vực Tây Bắc.